quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin chúc quý vị có một buổi tối cuối tuần thực sự vui vẻ, thoải mái và cười hết cỡ với Đuổi Hình Bắt Chữ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bạn Thúy Nga, trong suốt 16 năm làm chương trình, chưa bao giờ tôi bắt tay một người chơi mà lạnh lùng như bạn. Em ngại đông người. Ngại chỗ đông người, ai ép bạn lên đây chơi? Dạ không, em tự gửi đơn thôi. Tự nguyện đến tham gia chương trình? Vâng. Thưa quý vị, bạn Thúy Nga, một người tự nguyện làm rất nhiều điều nhưng vẫn sợ, mặc dù rất tự nguyện. Cảm ơn tay của bạn Thúy Nga. Đấy là điều này rất xinh, anh nói thật đấy. Hai má lúm nó sâu hóm vào này. Bạn Mạnh Thắng, cảm nhận của bạn với bạn Thúy Nga thế nào? Không có cảm nhận gì ạ. Không có cảm nhận gì. Tức là dù có cảm nhận em không dám nói là mình có cảm nhận. À. Bởi vì là người yêu em đang ngồi ở dưới. À, đấy, nó có lý do của nó cả. Thưa anh Nga, đừng có buồn nhé. Đừng có buồn, người ta có cảm nhận người ta cũng sẽ không nói. Xin chào bạn Bùi Thảo. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Vâng, bạn có thể giới thiệu về mình một chút. Dạ vâng ạ, xin kính chào anh Xuân Bắc, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay hôm nay ạ. Em tên là Bùi Thị Thảo, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội ạ. Dạ. Hết. Dạ. Hôm nay làm sao quý vị? Được, không sao, bạn giới thiệu thế nào thì mọi người cổ vũ cho bạn thế thôi. Tôi đề nghị 1/3 số lượng quý vị khán giả trong trường quay dành một tràng vỗ tay cho bạn Bùi Thảo. 1/3. Tất cả vỗ tay nhưng cường độ 1/3. Có lẽ là em phải xin quý vị khán giả cổ vũ cho ba người chơi ngày hôm nay ạ. Đúng rồi, đấy, vỗ tay to. Bác Mạnh Thắng. Vâng. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Tên tôi là Bùi Mạnh Thắng. Công việc hiện tại của tôi là một tư vấn viên tài chính của tập đoàn tài chính Manulife. Với cái mong muốn là hôm nay lên đây dinh cái giải thưởng về để đi hỏi vợ là chính. Tức là dinh giải thưởng về hỏi vợ. Vâng. Thực ra là việc lấy vợ là việc lớn. Vâng. Có nhiều người lên chương trình cũng là việc lớn. Việc lớn hay việc nhỏ thì chúng ta cũng vẫn cứ thực hiện thật tốt. Vâng. Bởi vì không làm việc nhỏ sao làm được việc lớn. Đúng rồi. Giống như phi tiểu nhân thì bất thành quân tử. Kiểu vâng. Thế. Đúng rồi. Thưa quý vị, ba người chơi trong chương trình hôm nay, bạn Thúy Nga, Mạnh Thắng và Bùi Thảo, họ đã sẵn sàng. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Và đặc biệt, xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Và bây giờ, quý vị hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ nhất của Đuổi Hình Bắt Chữ. Vòng 1. 10 miếng ghép. Mỗi người chỉ được trả lời một lần duy nhất. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nào, hướng lên màn hình. Đây là gì? Ba từ. Mời bạn Mạnh Thắng. 3, 2, 1. Tiếp tục, còn 10 giây cho hai bạn. Mời bạn Thúy Nga. Cây cơm nguội ạ. Đáp án chính xác đó là cây cơm nguội. Mời Thúy Nga giành tiền thưởng. Miếng ghép thứ hai. Cứ suy nghĩ đến khi tìm được đáp án mình cho là đúng. Đây là một công đoạn trong may mặc. Cậu bé đang làm gì? Đầu tiên là hành động. Mời bạn Thúy Nga. Em đoán là vắt sổ ạ. Chưa chính xác. Cái đấy nó có hình con gì? Hai từ. Mời bạn Mạnh Thắng. Vắt gấu. Hoàn toàn đúng, đó là vắt gấu. Một công đoạn trong may mặc, khâu viền cho gấu quần hay gấu áo nói chung. Mời bạn. Miếng ghép thứ ba. Đây là cây gì? Cây gì đấy các bạn? Mời bạn. Thưa anh, đáp án của em là lơ là. Hoàn toàn đúng, đó là lơ là. Lơ là, không chăm chú quan tâm đến công việc hay phận sự của mình. Xin mời. Mỗi bạn đã có 300.000 đồng.
bằng nhau chằn chặn. Một tràng vỗ tay để chúng ta tiếp tục theo quý vị. Miếng ghép thứ tư. Tính để chia đều hơn bù kém. Mời bạn Bùi Thảo. Anh, đáp án của em là bình quân ạ. Không thể sai được, đó chính là bình quân. Tiền thưởng dành cho bạn. Miếng ghép thứ 5. Một món ăn rất ngon. Mời bạn Mạnh Thắng. Gà rang muối ạ. Hoàn toàn đúng, đó là gà rang muối. Tôi thấy bạn là Bùi Thảo cũng thế này rồi nhưng mà không kịp với bạn Thắng. Gà rang muối, thịt gà được rang với muối cho vị muối thấm vào gà, ăn rất đậm đà và thơm. Vâng. Xin mời. Miếng ghép thứ 6, các bạn tập trung. Mời bạn Thắng. Cơ quan. Cơ quan, đáp án chính xác. Đơn vị trong bộ máy nhà nước hoặc đoàn thể làm những nhiệm vụ về hành chính sự nghiệp gọi là cơ quan. Xin mời. Còn 4 miếng ghép nữa chúng ta kết thúc phần này. Xin mời miếng ghép thứ 7. Mời bạn Thảo. Thưa anh, đáp án của em là sáng kiến ạ. Làm sao sai được, đó chính là sáng kiến. Bạn nói đi, mấy cái hình gần đây là dễ hay khó? Dạ, hình nào mà mình biết thì dễ mà hình nào mình không biết thì khó. Đúng rồi, cái câu đấy thì tôi tự hỏi tôi cho lành. Mời bạn. Miếng ghép thứ 8. Vật lý lớp 6. Xin mời bạn Mạnh Thắng. Lực hấp dẫn. Chưa chính xác. Đây là quả gì? Ba, hai. Mời bạn Thúy Nga. Đó là cực nam ạ. Cực nam ạ. Chưa đúng. Đồng thời cũng hết giờ. Đáp án của chúng ta là địa cực. Miếng ghép thứ 9, các bạn khẩn trương. Quá dễ. Dễ quá. Gì đây? Mời bạn Mạnh Thắng. Xe mui trần. Chưa đúng. Bảy, sáu. Mời bạn Bùi Thảo. Dạ thưa anh, đáp án của em là máy may ạ. Chưa đúng. Bốn, ba, hai. Mời bạn Nga. Em đoán là khâu tải ạ. Khâu tải, tức là khâu cái bao tải ấy ạ. Em thấy cái máy khâu với cái xe tải à, à, các bạn bình tĩnh nhá. Ở dưới là cái gì? Cái màu đỏ là cái gì? Là gì ạ bạn Thảo? Xe. Là xe. Ở trên chở cái gì? Xe máy. Hả? À, đáp xe án của chúng ta là xe máy. Miếng ghép thứ 10. Xin mời. Mời bạn Bùi. Dạ thưa anh, đáp án của em là giấy mực ạ. Chưa đúng. Mời bạn Thắng. Giấy trắng mực đen. Chính xác, đó là giấy trắng mực đen. Ý nói có văn bản làm bằng, không thể chối cãi được. Giấy trắng mực đen. Mời bạn. Bạn Mạnh Thắng với việc xuất sắc trả lời được 4 câu trong phần thi thứ nhất, bạn đang có 1.200.000 đồng. Thi thứ 1. Bạn Bùi Thảo 900.000 đồng. Thúy Nga 300.000 đồng. Vâng, bạn là Lê Thị Thúy Nga. Chữ bạn rất đẹp. Cực kỳ đẹp. Tôi lại nhớ cô giáo tôi ngày xưa. Họ và tên Lê Thị Thúy Nga. Cung Hoàng Đạo. Nghề nghiệp biên tập viên sách và nhà văn tự do. Ở biên tập viên sách là làm công việc gì đấy ạ bạn Nga? Đây là một công việc trong nhà xuất bản ạ. Ừ.
Thì công việc của em sẽ là tiếp nhận các bản thảo từ các tác giả và các các bản dịch từ các sách nước ngoài ạ. Và em sẽ là người biên tập lại trước khi nó được xuất bản thành sách ạ. Chà, tức là bạn phải đọc hết. Ước gì tôi được làm công việc của bạn. Em nghĩ là mỗi nghề nghiệp thì nó sẽ có một cái hay riêng ạ. Ừ, nhưng mà tại vì tôi thích đọc sách mà tôi không có thời gian đọc. Sở thích là viết văn, vẽ tranh, làm vườn, nấu ăn và nuôi chó. Ưu điểm là nhạy cảm, nhược điểm cũng là nhạy cảm. Vâng ạ. Sao lại thế ạ? Em là người viết lách ạ. Ừ. Thì nếu mà một người viết lách mà có cái tính nhạy cảm ấy ạ, thì họ sẽ dễ quan sát được những cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống và nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự cho cái việc viết lách của họ. Đúng. Nhưng mà nó cũng là nhược điểm ạ. Nếu mà bởi vì một người nhạy cảm ấy thì người ta luôn là vui trước người khác và người ta cũng buồn trước người khác. Vâng, đấy là một cái nhược điểm của em ạ. Bao giờ nó cũng là cùng một sự việc nhưng mà chúng ta nhìn ở góc độ này, góc độ khác thì nó sẽ khác nhau. Bên cạnh bạn là bạn Mạnh Thắng, tên thường gọi tại công ty là Thắng Bùi. Sở thích là đi du lịch miễn phí cùng công ty. Câu này hơi khó hiểu. Công ty em thì hàng năm thì thường tổ chức rất nhiều những cái chương trình đi du lịch. Để mà được đi miễn phí cùng với công ty thì cố gắng là đạt những cái chỉ tiêu công ty đề ra. Vâng, tôi hiểu rồi. Bên cạnh bạn là bạn Bùi Thị Thảo. Vâng ạ. Trợ lý dự án. Dạ vâng ạ. Công việc chính của em đó là hỗ trợ sếp để liên lạc với các đối tác. Bởi rồi. Vì là sếp của em là người nước ngoài ạ. À, người nước nào? Người Trung Quốc ạ. Người Trung Quốc luôn. Dạ vâng ạ. Vâng. Bạn buông hai tay xuống. Bạn nhìn thẳng vào tôi. Tôi đoán bạn biết tiếng Trung Quốc đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Tôi đoán chuẩn thế chứ này. Bạn chỉ nói một câu cảm nhận về chương trình bằng tiếng Trung Quốc đi xem này. 其实我很久就喜欢这个节目了今天能在能到这里参加这个节目我感到非常高兴希望台下的观众朋友们为我们的三位选手加油谢谢啊好的恭喜呀啊，hôm nay đến với chương trình đuổi hình bắt chữ này, tôi rất là vui này, vui mừng một chương trình rất là hay này, đặc biệt là tôi xin cảm ơn quý vị khán giả và hai người chơi này đã ý thế đúng không? Dạ, cái này, thật ra thì ý là em thích chương trình này rất lâu rồi, hôm nay đến tham gia chương trình này thì em cảm thấy rất là vui ạ. Đúng rồi. Và hy vọng là quý vị khán giả thì sẽ cổ vũ cho ba người chơi ngày hôm nay ạ. Đúng rồi, đấy ý tôi dịch là dạ. Thế đấy nhưng tôi nói không ra thôi. Dạ. Đuổi hình bắt chữ tiếng Trung Quốc là gì? Thôi bạn nói cứ mạnh dạn đi, MC Xuân Bắc đẹp dài đi. Xuân Bảy, chủ trì nhân ạ. Xuân Bảy ạ. Xuân Bảy. Gì nữa? Xuân Bảy, chủ trì nhân. Xuân Bảy. Xuân Bảy. Rồi. Chủ. Chứ. Chứ. Rấn. Xuân Bảy chủ. Chứ rấn. Cho chị. Đúng không? Không có gì nữa. Xin cảm ơn bạn Bùi Thảo với lớp dạy tiếng Trung cấp tốc vừa rồi. Cảm ơn ba bạn. Bạn Mạnh Thắng, Bùi Thảo và Thúy Nga. Số tiền thưởng thì có khác nhau. Nhưng tôi tin rằng ở phần sau này các bạn đều có một cái sự cố gắng. Cố gắng để làm gì? Bởi vì đây là những cơ hội cuối cùng để các bạn dành tiền thưởng. Và kết thúc phần này, ai có số tiền thưởng cao nhất, người đó sẽ vào vòng sau. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta cùng đến với phần 2 của đội hình bắt chữ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đội hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đội hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đội hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đội hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Đợt trao thưởng đầu tiên cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình đuổi hình bắt chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage đuổi hình bắt chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Nào, phần 2 của chương trình.
500.000 đồng là số tiền thưởng cho một câu trả lời đúng. Các bạn được quyền trả lời liên tục. Ai trả lời đúng sẽ có tiền thưởng và được mở một chi tiết của miếng ghép thứ 10. Nếu trả lời đúng miếng ghép thứ 10, các bạn sẽ có 3 triệu đồng. Đây là gì? Gì đây? Nào, để tôi gợi ý một hành tinh trong hệ mặt trời. Mời bạn Mạnh Thắng. Sao Mộc. Hoàn toàn đúng. Sao Mộc, hành tinh thứ 5 và lớn nhất trong hệ mặt trời và chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Xin mời tiền thưởng của bạn. Mở chi tiết. Không có câu trả lời. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 2. Mời bạn Thắng. Cửa thoát hiểm. Rất chính xác, đó là cửa thoát hiểm. Tiền thưởng dành cho bạn. Mở chi tiết. Không có câu trả lời. Miếng ghép thứ 3. Bạn Thúy Nga. Câu trả lời của em là giá đỡ. Đó là đáp án đúng. Là thiết bị gắn tường hoặc để trên một mặt phẳng dùng để đỡ cho một vật khác, giá đỡ. Mời bạn giành tiền thưởng. Nào. Đúng rồi, chính xác. Mời bạn. Em chưa có câu trả lời ạ. Miếng ghép thứ 4. Mời bạn Nga. Em đoán là hỏa tiễn ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Thảo. Và em đoán là súng đạn. Chưa phải. Thường đằng sau viên đạn nó có cái kia không? Mời bạn Mạnh Thắng. Lửa đạn. Lửa đạn, đáp án đúng. Ý nói cảnh chiến tranh nguy hiểm, chết chóc. Xin mời bạn. Mở. Câu trả lời của em là tiên đồng. Tiên đồng ạ. Đáp án chính xác, thưa quý vị, đó là tiên đồng. Tiên đồng, người con trai nhỏ tuổi theo hầu các vị tiên trong chuyện thần thoại, gọi là tiên đồng. Chúc mừng bạn với 3 triệu đồng tiền thưởng. Thưa quý vị, ngay từ miếng ghép thứ 4 chúng ta đã kết thúc phần thi này thật là nhanh. Bạn Thắng kết thúc quá nhanh khiến cho bạn Thúy Nga và bạn Bùi Thảo còn ngỡ ngàng. Bởi vì chúng ta còn miếng ghép thứ 5, 6, 7, 8, 9 nữa cơ mà. Nhưng không sao, mình thắng. Mình phải thắng thôi, chứ không chờ đợi được. Chúc mừng bạn. Đồng thời, tôi phải nói lời chia buồn với bạn Nga và bạn Thảo. Chính xác là chia buồn. Chúng ta cùng xem số tiền thưởng các bạn có. Thúy Nga đang có 800.000 đồng. Bùi Thảo đang có 900.000 đồng. Mạnh Thắng 5.700.000 đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt bạn Bùi Thảo và bạn Thúy Nga. Hai bạn sẽ ra về với số tiền thưởng và quà của chương trình. Xin mời các bạn. Xin chào bạn. Quà của chương trình. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Xin cảm ơn. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đội hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage đội hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đội hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý.
Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đua hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng. Cùng kỷ niệm chương của chương trình đua hình bắt chữ được trao thưởng đầu tiên cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình đua hình bắt chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage đua hình bắt chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn. Đây sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Đương nhiên rồi, quý vị sẽ cảm thấy chương trình hôm nay có vẻ hơi ngắn, bởi lẽ ngay từ câu thứ tư thì người chơi đã mở được miếng ghép thứ 10 trong phần thi thứ hai. Còn 5 câu tiếp theo nữa và các bạn ấy cũng đã bỏ phí đi tới 4 triệu 500 ngàn đồng tiền thưởng. Tuy nhiên, điều đó là khẳng định người đang đến với phần 3 của chương trình sẽ là một người chơi rất là nhanh, mạnh và chính xác. Và chúng ta cùng chờ đợi để chúng tôi trao những phần quà có giá trị cho người chơi. Vâng, một tràng vỗ tay. Bây giờ tôi sẽ nói kỹ về luật cho bạn. 15 hình vẽ được bố trí theo dạng hình tháp. Bạn phải leo lên tầng thứ 5, trả lời được ô số 15 thì có số tiền thưởng cao nhất của chương trình. Tương ứng với mỗi tầng, từ tầng 1 đến tầng 5, số tiền thưởng sẽ là 1, 2, 3, 5 và 30 triệu đồng. 30 triệu đồng, đấy chưa phải là tất cả. Ô số 11 sẽ là một phần quà đặc biệt. Ô số 11 sẽ là gì? Mời bạn. Giải thưởng bạn nhận được là một bộ sản phẩm đến từ hệ thống siêu thị điện máy MediaMarkt. Một Smart TV 40 inch Sharp Full HD với khả năng tái tạo dài màu rộng hơn 123%, có khả năng kết nối Internet, mở ra thế giới giải trí không giới hạn. Một cây nước nóng lạnh COXWD thiết kế trang nhã, tăng thêm vẻ đẹp sang trọng cho không gian nhà bạn. Và một vết từ cảm ứng cao cấp COXIC901 thiết kế siêu mỏng, nhẹ, cực kỳ tiện ích và hiện đại. Tổng bộ giải thưởng giá trị 10 triệu đồng. Chúc bạn may mắn giành được giải thưởng này. Đuổi hình bắt chữ tiếp tục gửi đến bạn một voucher trị giá 2 triệu đồng khi mua sắm các sản phẩm kính mắt tại các hệ thống thuộc kính mắt Việt Tín. Phòng khám theo tiêu chuẩn châu Âu, kính mắt Việt Tín có mặt trên thị trường hơn 13 năm qua và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ kính mắt. Với đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm cùng các thiết bị hàng đầu trên thế giới trong khám và xác định các loại bệnh khúc xạ về mắt, một cái nhìn rõ nét, hoàn hảo sẽ mang đến cho bạn cuộc sống đầy màu sắc, tươi đẹp và hạnh phúc. Kính mắt Việt Tín hân hạnh mang đến bạn phần quà này. Chúc các bạn may mắn. Quá tuyệt vời. Mời bạn. Số 4. Số 4, xin mời. Câu số 5. Câu số 5, mời bạn. Bỏ qua, câu số 3. Bỏ qua, câu số 3. Đừng bỏ qua câu này, không quá khó. Ngư ông. Hai từ. Thường ở các làng quê đều có, ở giữa cái hồ của làng. Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua, câu 1. Câu 1. Một bệnh liên quan đến đường răng miệng, răng lợi của trẻ em. 3 từ. Bạn nhìn thấy ba cái gì thì nó là cái đấy. Răng miệng cổng. Rất tiếc. Không sao. Tổng số tiền thưởng của bạn qua chương trình vẫn giữ nguyên ở 5 triệu 700 ngàn đồng. Xin chúc mừng bạn, mời bạn nhận quà. Cảm ơn bạn đã đến tham gia với chương trình, chúc bạn luôn mạnh khỏe và thành công. Cảm ơn anh. Nhanh lấy vợ. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Trang Ngân, Đặng Đồng, Khánh Huyền. Đó chính là ba người chơi trong chương trình đội hình bắt chữ. Mình sẽ dinh hết tất cả các giải của chương trình ạ. Muốn nói với hai người còn lại chào về nhé, tớ ở lại. Ngay từ khi bước vào chương trình, tôi thấy Khánh Huyền có vẻ hơi căng thẳng. Ước muốn khi về già là viết tiểu thuyết lưu hành nội bộ. Viết sách của bạn lưu hành nội bộ. Ba người chơi sẽ thể hiện khả năng đội hình bắt chữ của mình như thế nào? Mời Đặng Đồng. Súng bắn sao? Xin lỗi bạn, tôi chưa nghe bao giờ. Chà bí đao ạ. Hoàn toàn đúng. Đặng Đồng có thể lật ngược tình thế để trở thành người chiến thắng hay không? Ý tôi nói là nếu mà còn tiếp tục nhường nữa là mình chết. Đón xem đến bắt chữ phát sóng vào 19:50 thứ bảy, 24 tháng 11 năm 2018 trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.